Khi ấy, Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, những kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà, anh chị và các bạn trẻ thân mến, khi chúng ta nghe giải thích giáo lý thì thường là người ta nói với chúng ta nên phân biệt vai trò của ba ngôi Thiên Chúa. Và người ta bảo rằng Thiên Chúa Cha thì sáng tạo, và Thiên Chúa Con thì cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thì thánh hóa. Tức là như thế là vì cái trí óc của con người cần phân biệt cho rạch ròi, nên thì người ta cố gắng phân chia ra như thế thôi, chứ không hẳn là mỗi vị chỉ đóng một vai trò mà thôi. Chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký ngay từ đầu, chúng ta thấy cái việc tác giả sách Sáng Thế Ký kể cho chúng ta rằng Chúa Giê-hô-va nói lời, Chúa Giê-hô-va phán và mọi sự liền có. Tức là ngay từ đầu đã có ngôi lời, giống như là Thánh Gioan ở trong lời tự Tin Mừng thứ tư nói: từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa. Cho nên ngay trong công trình tạo dựng thì chúng ta thấy Chúa Thánh Thần bay là ngay diễn tả nên Chúa Thánh Thần bay là trên mặt nước. Chúa Cha phán lời, lời đó là Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tức là chúng ta đừng có phân biệt trước và sau, hơn và kém, hay là ngôi này khác với ngôi kia. Và ngôi chúng ta nghe diễn tả bằng những cái lời lẽ của con người thì đúng là rất là khó hiểu. Trí khôn của con người chúng ta đó không thể nào suy thấu một nhiệm cao cả là một nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Cho nên chúng ta chỉ tìm cách mon men suy niệm để phần nào đó được lôi kéo vào mầu nhiệm thôi. Ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ là hơn kém trước sau, thì chúng ta đang ở cái trường hợp cha với con. Cứ sử thường con người chúng ta nói lý là phải có cha đã, cha có trước chứ, con đến sau chứ. Nhưng mà không, nếu mà không có con thì làm gì có cha, mà con thì phải là con của cha mà ha. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng là cha trước rồi mới có con, phải có con thì mới được làm cha chứ, không có con là sao được làm cha. Cho nên nói cho cùng đó, vì chúng ta ở trong cái thời gian hữu hạn và trong cái không gian giới hạn, cho nên chúng ta phân biệt trước sau. Còn ở nơi Thiên Chúa, chúng ta lặp lại lời của Thánh Gioan ở trong lời tưởng: từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và từ luôn thuở Chúa Cha yêu Chúa Con, và tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con đó là Chúa Thánh Thần. Thánh Augustino với chúng ta rằng là đã nói tới tình yêu thì phải có chuyển động, phải có cái tương tác. Không có tình yêu mà là chỉ quanh quẩn và thu hẹp lại ở nơi chính mình. Có tình yêu thì phải có chủ thể yêu, chủ thể được yêu. Và cái sợi dây nối kết chủ thể yêu và chủ thể được yêu thì đó là tình yêu. Và tình yêu là Chúa Thánh Thần. Nói như thế thì ít ra chúng ta
phần nào đó để thâu nhận cái điều mà chúng ta đón nhận từ nơi Chúa Giêsu. Ai dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha? Ai dạy cho chúng ta về Chúa Thánh Thần? Ai mà khải? Thưa Chúa Giêsu, con Thiên Chúa là người. Và Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta về Cha, và Chúa cũng khẳng định cho chúng ta Cha với ta là một. Và Chúa Giêsu cũng nói là Cha ban Thánh Thần và ta cũng ban Thánh Thần, để Thánh Thần của Cha và Thánh Thần của con, Thánh Thần trong Cha, Thánh Thần của con đó cũng được ban tặng cho những người môn đệ thân yêu là các Kitô hữu chúng ta và cho nhân loại nói chung. Cho nên bên cạnh cái việc mà chúng ta cố gắng để cảm nghiệm được phần nào cái muôn thuở, cái vĩnh cửu, cái mà không đo lường được ở nơi Thiên Chúa mà chúng ta được dạy gọi là Thiên Chúa ban ngôn. Ở trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, chúng ta chỉ thấy được Thiên Chúa là Thiên Chúa nhân hậu, Thiên Chúa từ bi, Thiên Chúa đều lòng yêu thương. Và Thánh Gioan ở trong Kinh Mừng của Ngài nói với chúng ta Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu không bao giờ dùng hai chữ ba ngôn. Giáo hội, các nhà thần học sau này mới nói với chúng ta về cái từ ba ngôn, làm cho chúng ta khổ cực. Tại sao lại ba mà là chỉ là một? Tại sao lại một mà lại là ba? Thôi thì có lẽ là chúng ta đừng có đòi hỏi là phải lý luận cho bằng được, cho hài lòng. Đừng có khổ cực và căng thẳng vì là nó không nói tới được. Mà tại sao chúng ta cố gắng để mà thấy được rằng là ba hay là một, để mà nói với chúng ta rằng Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng, Thiên Chúa mà chúng ta được mặc khải, Thiên Chúa mà chúng ta được gọi mời và được ban ơn để mà tin cậy, để mà đặt trọn niềm tin của chúng ta đó, Thiên Chúa đó không có lẻ loi, không có cô độc. Thiên Chúa đó luôn luôn là Thiên Chúa mở ra, Thiên Chúa trong tương quan và Thiên Chúa kết nối. Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa độc tài, một Thiên Chúa chuyên quyền. Không, Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng không bao giờ là một Thiên Chúa độc tài sai sẻ những người khác và sử dụng những người khác. Chỉ là một Thiên Chúa yêu thương, quan tâm, săn sóc và tìm hết mọi cách để mà mang lại hạnh phúc cho mọi người trong cái sự trân trọng và yêu mến và đồng đều và công bằng. Thế đó, ở nơi Thiên Chúa chúng ta có ba ngôi vị mà bằng nhau, ngang nhau, uy quyền như nhau, tuy là riêng biệt nhưng mà chỉ làm nên một Thiên Chúa và chỉ tạo thành một khối duy nhất. Thật là tuyệt diệu, chúng ta không hiểu nổi. Thế nhưng mà chúng ta phải ca ngợi, như là xưa kia ở trong giáo ước cũ đó, cái điều mà được lặp đi lặp lại cho Israel là các ngươi phải biết hãnh diện và vui mừng, bởi vì không có dân tộc nào mà được ưu đãi như dân Israel. Không có dân nào có được một Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đến ở giữa dân này, Thiên Chúa dẫn dắt dân này, che chở dân này, đồng hành. Không có một Thiên Chúa nào yêu thương và cao vời và gần gũi và trân trọng đến như thế. Cho nên hôm nay khi chúng ta mừng lễ trọng cùng với giáo hội Thiên Chúa ba ngôn, xin cho từng người một trong chúng ta nhờ ơn đức tin biết sẵn sàng mềm mại ngoan ngoãn mở lòng ra để cho Chúa Thánh Thần lôi kéo chúng ta vào trong cái dòng chảy, vào trong cái quỹ đạo của tình yêu, để như cái lời nguyện chúc đầu lễ của chúng ta đó, để cho nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô chúng ta được hưởng tình yêu của Chúa Cha qua cái sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa mỗi ngày
một làm cho mọi nhiệm ba ngôi đó nhào nặn, uốn nắn, thấm nhập và biến đổi mỗi một người trong chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên Chúa.